Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn chương 2351, Thập Tam Đệ, xem ra cậu có ý kiến. Anh ta nhìn Đường Tuấn cười nói, dược đường này đã từng thi đấu với Tiêu Sơn thuộc hạ của tôi, chính là dùng bí thuật linh hồn để đả thương Tiêu Sơn. Bây giờ Tiêu Sơn vẫn đang tu dưỡng, có thể thấy bí thuật trong tay dược đường rất là lợi hại. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn Đường Tuấn với ánh mắt đầy thích thú, Ly Thanh Kiếm mỉm cười nói, dược đường, trong tay anh có bí thuật như thế, sao không dâng hiến cho bổn điện hạ? Anh đi theo thập tam đệ chẳng có tiền đồ gì đâu. Chỉ cần anh giao bí thuật cho bổn điện hạ, bổn điện hạ sẽ không bạc đại anh. Đưa ra đây đi. Vừa nói, Ly Thanh Kiếm vừa đưa tay ra. Ly Thanh Trần nghe những lời này, trên trán nổi đầy gân xanh. Đây đúng là không xem anh ta ra gì. Ly Thanh Viễn thầm cười trong lòng những người khác cũng hiểu rõ, Ly Thanh Kiếm rõ ràng muốn bí thuật, nhưng trên thực tế là đang bức ép Ly Thanh Trần. Lúc này, ngược lại Đường Tuấn lại chẳng có biểu hiện gì. Anh đã làm nhiều điều cho Ly Thanh Trần như thế, Ly Thanh Trần đến một chút phản ứng lại cũng không làm được, vậy thì thật sự anh ta chẳng nên nổi cơm cháo gì rồi. Audio điện tử võ tấn bền Thất ca, anh làm vậy không cảm thấy quá đáng hay sao? Dưới sự chú ý của mọi người, Lý Thanh Trần chậm rãi đứng lên. Lý Thanh Trần vừa dứt lời, thanh niên áo lam lập tức trêu chọc thập tam điện hạ. Tôi cảm thấy thất điện hạ nói không sai. Ngài không có hy vọng kế vị, hà tất gì phải lãng phí tài nguyên? Bảo y sĩ bên cạnh ngài giao bí thuật ra đây, đợi đến khi thất điện hạ kế vị, nói không chừng vẫn sẽ nhớ đến ân tình của ngài đấy. Lý Thanh Trần chừng mắt nhìn thanh niên mặc áo xanh, nói thái thanh, cậu câm miệng cho bổn điện hạ chuyện nhà họ ly bọn tôi, không đến lượt cậu đứng ra nói bậy đâu. Thanh niên áo làm thái thanh liếc mắt một cái, đáy mắt sâu thẳm hiện lên tia sáng lạnh lẽo, trên người hiện ra một cỗ khí tức đáng sợ, giống như một hung thú thượng cổ có thể xông lên cấu xé người bất cứ lúc nào. Anh ta là thánh tử đương nhiệm của đại diễn các, địa vị tương đương với hoàng tử Hoàng Triều, vậy mà lại bị khiển trách như thế này, hơn nữa người đó còn là tên vô dụng ly thanh trần. Trong số các hoàng tử, Lý Thanh Trần hầu như chẳng có đất dụng võ, tên phế vật này, Thái Thanh chỉ cần một trường là có thể đập chết rồi. Nhưng lúc này, Thái Thanh đã kìm lại, bởi vì Lý Thanh Trần nói đúng, việc của Hoàng gia chỉ có người của Hoàng gia mới có thể giải quyết. Thập Tam Đệ, xem ra cậu có ý kiến. Hai mắt Lý Thanh Kiếm hơi nheo lại, có chút kinh ngạc. Thập Tam Đệ này của anh ta trước giờ luôn nhát gan chỉ biết nuốt hận, nhưng lần này lại dám đứng ra thách thức, quả là ngoài dự đoán của anh ta nhưng mà ly thanh kiếm cũng không nghĩ nhiều anh ta là hỏa linh thể đã đột phá đến hợp thể cảnh đương nhiên trong các vị hoàng tử chỉ có đại điện hạ là có thể phân cao thấp với anh ta còn những người khác thì chỉ lánh sang một bên đương nhiên cũng bao gồm thập tam đệ trước mặt ly thanh thu lúc này nhanh chóng đứng dậy vội vàng nói với ly thanh kiếm thất ca chuyện này chắc chắn có hiểu lầm cô ta biết rất rõ thất ca của mình khủng khiếp như thế nào so với anh ta ly thanh trần vẫn còn kém xa vì sự an toàn của Ly Thanh Trần, cô ta đương nhiên không thể ngồi yên. Nói xong, cô ta lại nhìn Ly Thanh Trần, không ngừng nháy mắt với anh ta, nói: "Thập Tam ca, mau xin lỗi thất ca đi. Chúng ta là người một nhà, hà tất gì vì một người ngoài mà làm mối quan hệ gia đình căng thẳng." Ly Thanh Trần làm như không nghe thấy, im lặng đối mặt với Ly Thanh Kiếm, không có ý định cúi đầu chịu thua. Chương 2352, dấu ký đấy, Thập Tam đệ Ly Thanh Thu càng thêm lo lắng, đột nhiên nhìn chằm chằm đường Tuấn, nói, dược đường, thất ca muốn bí thuật của anh là đang nể mặt anh, anh còn không mau giao ra đi. Anh đừng quên thân phận của mình, anh đã là thuộc hạ của thập tam ca rồi, cũng là nô bộc của nhà họ Ly bọn tôi, bất luận tính mạng hay là bảo vật, đều thuộc về nhà họ Ly hết. Đường Tuấn vẫn thở ơ. Không thể không nói Ly Thanh Thu quá ngây thơ, bí thuật linh hồn chẳng qua chỉ là một lý do. Ly Thanh Kiếm hiển nhiên là muốn tập hợp thế lực của các hoàng tử, cho dù không có bí thuật linh hồn, Ly Thanh Kiếm cũng sẽ tìm một cái cơ khác. Thất ca, bí thuật là của anh Dược, anh ta không muốn đưa cho anh, anh không thể làm khó người ta. Giọng điệu của Ly Thanh trần đầy kiên định. Ly Thanh Kiếm cảm thấy có chút buồn cười, nói, nếu tôi muốn thì sao? Thế thì thất ca phải qua được ải của tôi rồi nói. Ly Thanh Trần nói không chút do dự. Ly Thanh Kiếm nghe vậy, trên mặt mang theo nụ cười châm chọc, nhìn Ly Thanh Trần một lượt từ trên xuống dưới, rồi hỏi những người khác, thập tam điện hạ đã ở thành hỏa nhai một thời gian, các người không biết thay đổi lớn nhất của cậu ta sao? Ngoặc kép. Đám người lắc đầu. Ly Thanh Kiếm cười nói, đương nhiên các người nhìn không ra. Bởi vì thập tam đệ đã to gan hơn trước nhiều rồi, vậy mà lại dám đối đầu với bổn điện hạ. Vừa dứt lời, một khí thế giống như núi lửa phun trào bùng nổ trên người anh ta bao gồm thánh tử Thái Thanh của đại diễn các, mọi người xung quanh Ly Thanh kiếm đều bị khí thế làm cho sợ hãi lùi lại vài bước. Trong số họ, có rất nhiều tu hành giả là hóa thần cảnh hậu kỳ, nhưng họ vẫn không thể ngăn cản được khí thế của hợp thể cảnh. Mạnh thật. Đây là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu mọi người. Lúc này, bọn họ nhanh chóng nhìn về phía Ly Thanh Trần. Chỉ là khí tức của Ly Thanh kiếm đã khiến họ không thể chịu đựng nổi ly thanh trần chịu phần lớn khí tức này e là sẽ sợ mà quỳ phục xuống mất thế nhưng bọn họ lại được một phen sướng sờ đối mặt với khí thế của ly thanh kiếm nét mặt của ly thanh trần vẫn không đổi thậm chí anh ta còn không lùi bước đứng vững giống như một ngọn núi sừng sững cái cái này đám người thái thanh thất kinh hồn vía đột nhiên nghĩ ra một loại khả năng ly thanh trần đã bước vào hợp thể cảnh cơ thể thái thanh khẽ run lên Thật ra vừa rồi anh ta còn định ra tay với Ly Thanh Trần, đó chẳng phải tự tìm chết sao? Nụ cười trên mặt Ly Thanh Kiếm hoàn toàn biến mất, thay vào đó là dáng vẻ vô cùng tập trung. Thập Tam Đệ mà anh ta chưa từng đặt vào trong mắt giờ đây đã đột phá hợp thể cảnh. "Giấu kỹ đấy, Thập Tam Đệ." Ly Thanh Kiếm trầm giọng, cố nén tức giận. Ly Thanh Trần lắc đầu nói, "Thất ca, nếu anh chỉ có chút bản lĩnh như này, thế tôi không có dư thời gian để chơi với anh tiếp đâu." chương 2353, nói không sai. Có thể đấu, nhưng anh em không được tương tàn. Đây là giới hạn ngầm của thần đế bệ hạ. Thất điện hạ, đám người thái thanh vội vã thốt lên. Vẻ mặt u ám của Lý Thanh Kiến đột nhiên nở một nụ cười, nói thật thú vị. Xem ra khoảng thời gian ở thành hỏa nhai thập tam đệ quả thực đã trưởng thành rất nhiều, người làm anh trai như tôi rất là hãnh diện. Anh dược có được người bạn như thế, vậy thì tôi sẽ nể mặt cậu ly thanh trần gật đầu nói vậy chúng ta gặp lại ở cuộc thi hoàng gia anh ta nhìn ly thanh thu rồi mới đưa đường tuấn rời đi ly thanh thu giật mình dường như thập tam ca rất thất vọng về cô ta cô ta đang định rời đi ly thanh kiếm đột nhiên nói thanh thu em hãy thuyết phục thập tam đệ tuyệt đối đừng vì một người ngoài mà làm ảnh hưởng tình cảm gia đình chúng ta cuộc thi hoàng gia sẽ không kết thúc giống như hôm nay đồng tử ly thanh thu co rụt lại nói em biết rồi thất ca em sẽ khuyên thập tam ca ly thanh thu nói xong liền rời đi theo đó mộ thanh cũng bỏ đi các công tử và hoàng tử khác ở lại một lúc rồi cũng đi bữa tiệc được cho là vô cùng náo nhiệt đã kết thúc như vậy ở phía sau chỉ còn lại ly thanh kiếm và thái thanh trong đại điện thất điện hạ chúng ta thái thanh trầm ngâm không ai ngờ được ly thanh trần lại là hợp thể cảnh Ly Thanh Kiếm xua tay nói, mặc kệ cậu ta, dù bước vào hợp thể cảnh thì đã sao. Cuộc thi hoàng gia đâu phải chỉ so sức mạnh cá nhân, trong tay anh ta có bao nhiêu người, lẽ nào lại dựa vào y sĩ sao? Khi đám người Thái Thanh nghe những lời này, họ mới thở phào một hơi. Mặc dù nói với đám người Thái Thanh như thế, nhưng trong mắt Ly Thanh Kiếm vẫn rất u ám. Dẫu sao hôm nay anh ta cũng quá mất mặt rồi. Và lúc này trong phủ của Ly Thanh Trần, ha ha ha, anh dược, anh có thấy biểu hiện vừa rồi của thất ca tôi không, trông mắc cười chết đi được. Sảng khoái, thực sự rất sảng khoái. Ly Thanh Trần hô lớn trong đại điện, vô cùng phấn khích. Đường Tuấn đứng một bên cũng không cản anh ta, Ly Thanh Trần đã bị đè nén quá lâu, cần phải chút giận. Một lúc lâu sau, Ly Thanh Trần chút giận xong, trên mặt vẫn còn vẻ hưng phấn. Anh Dược, nhờ có anh, nếu không có anh, thì sẽ không có tôi ngày hôm nay ly thanh trần trịnh trọng cảm ơn đường tuấn anh ta biết rất rõ nếu không có sự xuất hiện của đường tuấn cho dù trải qua mấy trăm năm khổ luyện ở thành hỏa nhai anh ta cũng không nhất định có thể bước vào hợp thể cảnh chứ đừng nói là kích hoạt huyết mạch chu tước thần bí kia đường tuấn nói điện hạ đợi khi chiến thắng trong cuộc thi các hoàng tử rồi mới cảm ơn tôi cũng chưa muộn ly thanh trần cười nói nói không sai lúc này Vẻ mặt của Đường Tuấn trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào hư không. Ngay sau đó, Lý Thanh Trần cũng đột một kiềm chế cơn buồn cười của mình, cũng nhìn về một chỗ nào đó trong hư không. Chương 2354 không phải con không yêu tú. Trong hư không đột nhiên truyền đến một giọng nói vui vẻ, nhận thức khác mạnh đấy. Giọng nói kia vừa dứt, một khuôn mặt xuất hiện trong khoảng không, nhìn xuống Đường Tuấn và Lý Thanh Trần. Ánh mắt người đó bình tĩnh, không để lộ ra khí tức của mình nhưng đường tuấn lại cảm thấy không gian xung quanh như đông đặc lại vạn vật như ngừng vận động đường tuấn thậm chí cảm thấy nếu đối phương có dã tâm chỉ cần một cái nhìn là có thể giết chết anh đây chính là sự tranh lệch cảnh giới quá lớn tham kiến phụ hoàng ly thanh trần nghiêm nghị nói đường tuấn kinh hãi người này vậy mà lại là đương kim thần đế của chu tước hoàng triều là siêu cấp cường giả động hư cảnh đỉnh phong là người điều khiển mọi thứ trên tiểu thế giới này nghĩ đến đây Đường Tuấn nhanh chóng áp chế những hành động dị thường của Tiểu Kim và Tiểu Thanh. Những chuyện như thần linh xuất hiện trong huyệt khiếu chưa từng xảy ra trong lịch sử tu hành ở Trung ương Ngân Hà, anh không dám tùy tiện để lộ ra. Thần đế chỉ liếc nhìn đường Tuấn, sau đó đưa mắt nhìn về phía Ly Thanh Trần, trong mắt hiện lên một chút ngưỡng mộ, nói, xem ra cho con đến thành hỏa nhai tu luyện là quyết định chính xác, trong khoảng thời gian ngắn mà con có thể tiến bộ đến mức này, quả thật không tệ. Trước đây, là chấm đã đánh giá thấp tiềm lực của con. Ly Thanh Trần cũng mỉm cười. Anh ta không được coi trọng lắm trong số các hoàng tử, được thần đế khen ngợi trước mặt như thế càng chưa từng xảy ra. Cho đến nay, trong mắt thần đế chỉ có thất điện hạ Ly Thanh Kiếm và đại điện hạ Ly Thanh Quang. Nhưng mà con vẫn phải chú ý, đừng vì chút tiến bộ nhỏ này mà tự mãn kiêu ngạo. Bất luận là thất ca hay là đại ca, đều mạnh hơn con bây giờ rất nhiều bây giờ do có cha nên bọn họ mới không dám làm gì con nhưng trong cuộc thi hoàng gia cha không thể nhúng tay vào chuyện này chắc con đã biết thần đế nghiêm nghị nói ly thanh trần gật đầu nhưng trong lòng anh ta cảm thấy có chút không vui với những gì thần đế nói hợp thể cảnh chỉ là một trong những bản lĩnh của anh ta sức mạnh thực sự của anh ta hoàn toàn không thể hiện ra ngoài thần đế mỉm cười nói chắc chắn con cảm thấy bây giờ đang kết luận quá sớm nhưng cha nói con biết, thất ca của con là hỏa linh thể bẩm sinh, một khi kích hoạt huyết mạch, sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp 5 đến 10 lần. Đại ca con cũng đã tám phần là hỏa linh thạch rồi, mặc dù thể chất không bằng lão thất, nhưng tuổi của nó lớn nhất, tu vi càng cao thâm hơn. Ông ta nghiền ngẫm rồi nói tiếp, luận huyết mạch, con không bằng lão thất, cảnh giới tu vi thì không bằng lão đại. Thập tam à, con nói cha biết, con có cái gì để so bì với bọn họ không? Lý Thanh Trần không vui, nhưng không muốn thi triển thủ đoạn lúc này của mình ra, anh ta nghiêm túc nói, phụ hoàng đến tìm con, lẽ nào là muốn nói với con đại ca và thất ca rất lợi hại sao? Thần đế không khỏi lắc đầu, nhưng không có tiếp tục công kích Lý Thanh Trần. Thần đế, cha chỉ muốn nói, đến lúc cuộc thi hoàng gia, con tuyệt đối đừng phô trương thanh thế, nên cúi đầu thì cúi đầu. Suy cho cùng, bọn họ cũng là anh của con, có thua cũng không sợ mất mặt tương lai trong hai người bọn họ sẽ có người kế thừa ngôi vị của cha, cha hy vọng con có thể trở thành cánh tay đắc lực của bọn họ. Ly Thanh Trần không nhịn được nói, Phụ Hoàng, lẽ nào cha chưa từng xem trọng con sao? Thần đế sắc thở dài nói, không phải con không ưu tú, mà là bọn họ giỏi hơn con. Trường 2355 có thể tránh tổn thất nhiều nhất. Nói xong, sắc mặt thần đế đại biến. Chỉ sau đó, Đường Tuấn mới cảm thấy cảm giác bị đè nén biến mất, lấy lại khả năng di chuyển. Ly Thanh Trần sắc mặt tối sầm lại, anh ta nghiến răng thật chặt, trong mắt chợt lóe một tia lửa giận, trầm giọng lẩm bẩm nói, "Phụ hoàng, từ đầu đến cuối cha vẫn không thừa nhận con." Anh ta đột nhiên bật cười, nói, "Phụ hoàng đã đối xử với con như thế, con sẽ cho các người một sự bất ngờ, nghĩ chắc biểu cảm của các người lúc đó sẽ rất thú vị." Anh ta nhìn Đường Tuấn nói, "Anh dược, những lời khi nãy của phụ hoàng tôi anh đừng để trong lòng, trong cuộc thi hoàng gia lần này, chỉ có anh đồng hành với tôi thôi. Thần đế nói Đường Tuấn không đủ thực lực, Ly Thanh Trần quả thật đã từng nghĩ qua. Theo như Ly Thanh Trần thấy, thực lực của Đường Tuấn không hẳn là tệ, chỉ ít hóa thần cảnh trung kỳ không phải đối thủ. Nhưng theo như thần đế nói, lần này đại ca và thất ca của anh ta nhất định sẽ dẫn theo tu sĩ hợp thể cảnh, thực lực của Đường Tuấn đương nhiên không đủ lý do khiến ly thanh trần chọn đường tuấn chủ yếu là vì bất lực trong số các thuộc hạ của anh ta không có ai là hợp thể cảnh hóa thần cảnh hậu kỳ thì có mấy người nhưng không phải là đối thủ của đường tuấn trong mắt ly thanh trần có chút tự tin thầm nói cho dù anh dược không đủ sức mạnh nhưng dựa vào sức mạnh hiện giờ của tôi cũng có thể dẫn dắt anh dược đi đến thắng lợi đường tuấn mỉm cười nhưng cũng chẳng giải thích nhiều khoảng thời gian gần đây anh chỉ nghiên cứu y thuật tuy không chú tâm tu luyện, nhưng ở cảnh giới của anh, y thuật hầu như không thể tách rời tu luyện dược, thậm chí có thể nói nghiên cứu y học chính là tu hành. Và trong kiểu tu hành này, những vết thương trên linh hồn và cơ thể của hắn sớm đã được chữa khỏi, dường như có thể đột phá hóa thần cảnh hậu kỳ bất cứ lúc nào. Còn việc có ngăn chặn được hợp thể cảnh hay không, thì phải đợi xem. Vào lúc này, trong Hoàng Cung Thành Chu Tước, thần đế thu hồi ánh mắt, gương mặt dạng dỡ, nói, xem ra thập tam này của chấm quá ngang bướng rồi, chắc lời khuyên này không có hiệu quả với nó. Lúc này thần đế đang ngồi trên một chiếc ghế rất lớn trong đại điện, chiếc ghế có màu đỏ thẫm, hình dáng trông rất kỳ lạ, giống như một con chim chu tước đang bay lượn. Trong đại điện, ngoài thần đế, còn có một số đại thần mặc quan phục. Một vị quan đứng lên, nói, bệ hạ sao phải lo lắng, thập tam điện hạ là người thông minh, biết nên làm thế nào mà. Bây giờ ngài ấy vẫn còn ôm hy vọng chiến thắng trong cuộc thi hoàng gia, đợi ngài ấy nhìn thấy được sức mạnh của Thất Điện hạ và Đại Điện hạ rồi, tự nhiên sẽ không còn suy nghĩ như thế nữa. Đến lúc đó, ngài ấy sẽ tự nghe theo sắp xếp của bệ hạ. Tả tướng, ông nói nghe dễ dàng thế, lúc đó người chết đâu phải là con trai ông." Thần đế trừng mắt nhìn người vừa lên tiếng, tức giận nói. Quy tắc của cuộc thi do lão tổ đời đầu tiên của hoàng triều định ra, tất cả các hoàng tử đều cầm một lệnh bài để tiến vào bí cảnh hoàng gia. Cái gọi cuộc thi lớn, chính là cướp lấy lệnh bài của đối phương, bằng bất cứ thủ đoạn nào, cuối cùng người lấy được nhiều lệnh bài nhất sẽ được làm thái tử. Còn bí cảnh đó, chính là nơi mà lão tổ xây dựng chu tước thần chiều năm xưa đã thiết lập nên, cho dù thần đế có sức mạnh động hư cảnh đỉnh phong cũng không thể can dự. Cho nên mỗi lần cuộc thi diễn ra đều sẽ có thương vong không nhỏ. Giống như thần đế ngày nay, Năm xưa đã thẳng tay đâm chết tám người anh em ruột của mình trong cuộc thi, cuối cùng trở thành người kế vị. Mọi một thần đế đều phải đạp lên xương máu mới được ngồi vào chiếc ghế chu tước này. Họ không chỉ là đối thủ, mà còn là anh em của mình. Nhưng vì sự ổn định của hoàng triều, tổ chức cuộc thi hoàng tử là biện pháp tốt nhất, có thể tránh tổn thất nhiều nhất. Chương 2356 nhưng suy nghĩ này có ai dám nói ra? Tả tướng ngượng ngùng cười cũng chẳng nói gì. Thần đế trầm ngâm một hồi, đột nhiên hỏi, các người nói xem, trong 28 vị hoàng tử của chấm, ai có hy vọng chiến thắng nhất? Tôi cảm thấy là thất điện hạ, thất điện hạ có hỏa linh thể bẩm sinh, thể chất giống như bệ hạ, là người thích hợp nhất. Tôi nghiêng về đại điện hạ hơn, điện hạ nhân từ rộng lượng, có ý kiến riêng trong xử lý việc quốc gia đại sự, sau này chắc chắn sẽ là một vị thần đế được mọi người yêu mến. Mười mấy quan viên bàn tán xôn xao, có người nói là thất điện hạ, có người nói là đại điện hạ. Còn những hoàng tử khác thì chẳng được nhắc tới một lần. Thậm chí cả Ly Thanh Trần đã thể hiện sức mạnh hợp thể cảnh cũng không được bọn họ ngó ngàng tới. Thần đế bệ hạ thấy những quan viên bàn luận, ông ta yên lặng lắng nghe. Sau một hồi lâu, ông ta cau mày, ngón tay khẽ gõ nhẹ xuống ghế. "Em" mờ thanh vang lên rất nhỏ, nhưng đủ khiến các quan viên phải yên lặng tập trung nhìn về phía ông ta. Thần đế nói, lấy ly phiến mà chấm dùng khi xưa đưa cho lão thất. Tất cả quan viên đều sửng sốt, thần đế đã chọn ly thanh kiếm. Bệ hạ, chuyện này hình như không công bằng cho lắm. Những vị quan ủng hộ đại điện hạ trầm giọng nói, ly phiến là vương khí đẳng cấp, cũng là hàng phỏng chế của ly phiến, bảo vật trấn chiều, uy lực vô cùng mạnh. Thực lực của thất điện hạ có thể nói là xuất chúng nhất trong các hoàng tử, chỉ có đại điện hạ mới có thể so bì với ngài ấy. Nếu trong tay ngài ấy có thêm ly phiến, vậy thì cuộc thi hoàng tử không còn ý nghĩa gì nữa, thất điện hạ chắc chắn sẽ nắm phần thắng. Đến lúc đó những điện hạ khác sẽ không phục. Thần đế nói, những chuyện này ta đều biết, nhưng làm như thế có thể khiến những người khác từ bỏ suy nghĩ, bớt tranh đấu có thể giảm bớt thương vong. Các quan viên hơi cau mày, làm như thế quả thật có thể giảm bớt thương vong. Chỉ cần ly thanh kiếm lấy ly phiến ra, các hoàng tử khác đương nhiên sẽ hiểu được suy nghĩ của thần đế, còn ai dám tranh đoạt nữa. Mặc dù làm vậy không công bằng với những người khác, nhưng hy sinh công bằng của số ít người để cứu số đông cũng là điều nên làm. Những quan viên cũng đoán được suy nghĩ của thần đế. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác, là ngay từ lúc đầu thần đế đã ngầm mặc định chọn ly thanh kiếm, tránh thương vong chẳng qua chỉ là cái cớ thôi. Nhưng suy nghĩ này có ai dám nói ra? Thần đế nói, cứ như vậy đi. Khi đưa Ly Phiến cho lão thất thì nói với nó một tiếng, chấm không hy vọng trong cuộc thi hoàng tử lần này sẽ xảy ra thương vong. Còn chuyện chấm ban Ly Phiến, chấm không mong mình nghe thấy nó ở bất cứ đâu khác trước khi cuộc thi hoàng tử bắt đầu. Nét mặt các quan viên hơi thay đổi, vội đáp lại một cách cung kính. Ánh mắt thần đế trở nên sâu thẳm, ông ta nói, lần này chấm ban Ly Phiến cho lão thất là đã gian lận rồi không biết lão thất có lấy được bảo vật trong bí cảnh mà năm xưa lão tổ để lại hay không. chương 2357, ai thắng ai bại còn chưa biết. Các quan viên trong lòng không khỏi sướng sờ, bọn họ cũng chẳng xa lạ gì với truyền thuyết thần chiều này. Nghe nói năm xưa lão tổ sáng lập ra thần chiều này đã xây dựng một bí cảnh cất giấu một loại bảo vật, bảo vật đó dường như có liên quan đến huyết mạch chu tước. Nhưng khảo nghiệm mà lão tổ đặt ra quá khó, Đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể lấy được bảo vật đó, thậm chí bảo vật đó trông như thế nào cũng chẳng ai biết. Nếu thất hoàng tử thực sự có thể lấy được bảo vật như vậy, tương lai nói không chừng sẽ có cơ hội nâng cấp Hỏa Linh thể, trở thành Chu Tước thần thể. Mọi người không khỏi suy nghĩ. Nhưng sau đó bọn họ lập tức cảm thấy suy nghĩ này có hơi nực cười. Phàm thể trở thành Hỏa Linh thể dường như đã là chuyện không thể chứ đừng nói đến việc biến hỏa linh thể thành chu tước thần thể, cơ bản chỉ là chuyện viển vông. Thần đế đột nhiên nói, sau khi cuộc thi hoàng tử kết thúc, hội vạn tiên cũng sắp bắt đầu. Ngoài hội vạn tiên, còn có một chuyện các người cần phải chú ý, tôn giả ở kỳ lân tinh vực đã truyền khẩu dụ, muốn ra soát toàn bộ dư nghiệt trốn thoát khỏi vùng đất di khí. Bệ hạ, vùng đất di khí lại có dị biến rồi sao? Năm xưa động thủ với vùng đất di khí là kỳ lân tinh vực, chứ không phải chu tước tinh vực chúng ta bọn họ tìm chúng ta giúp đỡ để làm gì thần đế có chút mệt mỏi nói các người cứ chấp hành là được thực lực của kỳ lân tinh vực mạnh hơn chúng ta rất nhiều có tới mấy vị tôn giả không phải thứ chúng ta có thể ngăn cản được còn ân oán giữa vùng đất di khí và kỳ lân tinh vực chúng ta không cần phải nhúng tay vào đành phải như vậy thôi tả tướng trầm ngâm một hồi rồi nói bệ hạ ngài định đi bước đó sao Thần đế sững sờ một chút, sau đó lắc đầu nói, "Chấm không có nắm chắc, không dám tùy tiện mạo hiểm." Trong lòng mọi người đều sợ hãi, bây giờ thần đế là động hư cảnh đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa sẽ là độ kiếp cảnh. Muốn đạt được cảnh giới này phải trải qua lôi kiếp, Chu Tước hoàng triều trải qua nhiều đời thần đế như vậy, 10 người thì hết 7, 8 người chết dưới lôi kiếp, còn những thần đế khác thì lựa chọn tự bó buộc mình, hoặc là luôn luôn bế quan, sống chết không rõ một tháng trôi qua nhanh chóng. Thành Chu Tước ngày ấy vô cùng sôi động, không biết có bao nhiêu người đứng chặn trước cổng Hoàng Cung. Bởi vì chỉ cần cuộc thi Hoàng Tử kết thúc, kết quả sẽ được công bố ngay tại đây. Bên trong cung điện, Ly Thanh Trần đang trò chuyện với một thanh niên mặc áo giáp đỏ. Người thanh niên mặc áo giáp đỏ này chính là đại điện hạ Ly Thanh Quang. Còn Đường Tuấn, đang đứng cách đó không xa, với sức mạnh linh hồn hiện tại của anh, có thể dễ dàng nhận thức được cảnh giới của Ly Thanh Quang đã tới hợp thể cảnh trung kỳ. Ly Thanh Quang khẽ cao mày nói, thập tam đệ, xem ra cậu thật sự không có lấy một người đáng hữu dụng, vậy mà lại dẫn theo một y sĩ vào đây. Anh ta không đợi Thanh Trần trả lời, liền tiếp tục truyền âm, thập tam đệ, cậu dẫn một y sĩ thì không thể thắng được trong bí cảnh này đâu. Chỉ bằng cậu hợp tác với tôi, chỉ cậu giúp tôi cướp được lệnh bài, giúp tôi trở thành người đứng đầu. Đợi tôi trở thành thần đế, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu. Chương 2358, có câu này của con chấm yên tâm rồi. Sắc mặt Ly Thanh Trần tối sầm lại, Ly Thanh Quang lại lập tức thay đổi sắc mặt, lớn tiếng cười nói, "Lão thất, đại ca đùa với cậu thôi, xem cậu căng thẳng chưa kìa." "Được rồi, tôi không chào cậu nữa, đợi khi vào bí cảnh, cậu phải tự lo cho mình đấy." Bí cảnh rất nguy hiểm, cậu đừng bị loại sớm quá, như thế sẽ không còn vui nữa. Ly Thanh Quang nói xong liền xoay người rời đi. Ly Thanh Trần hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn bóng lưng của Ly Thanh Quang. Thái độ của Ly Thanh Quang rõ ràng là không coi trọng anh ta, trong lòng Ly Thanh Trần oán hận, đồng thời cũng có một chút bức bách, mong sao có thể tiến vào bí cảnh sớm hơn, đè cái tên Ly Thanh Quang xem thường người khác xuống đánh một trận tơi bời. Chẳng bao lâu, các hoàng tử khác cũng đến, thất điện hạ Ly Thanh kiếm ngược lại rất là an phận, không kiếm cớ soi mói, khiến Ly Thanh Trần cảm thấy có hơi kỳ lạ. Bên cạnh mỗi hoàng tử đều có một người đồng hành, ít nhất đều là tu hành giả hóa thần cảnh hậu kỳ, đặc biệt là hai người bạn đồng hành của Thất Điện Hạ và Đại Điện Hạ, khí tức mạnh mẽ, đều là cao thủ hợp thể cảnh. Chỉ có Đường Tuấn là hóa thần cảnh trung kỳ. Điều này khiến các hoàng tử không khỏi lắc đầu cười nhạo, sức mạnh hợp thể cảnh của Ly Thanh Trần quả thật không thể xem thường, nhưng lại dẫn theo một tên hóa thần cảnh trung kỳ tiến vào bí cảnh, há chẳng phải đang tự gây trở ngại cho mình sao? Lúc này, Lý Thanh Trần đang giới thiệu với Đường Tuấn, anh Dược, bạn đồng hành của thất ca tôi là Thái Hạo, đệ nhất thánh tử của đại diễn các, đã được xác định là các chủ tiếp theo của đại diễn các. Bạn đồng hành của đại ca tôi là Trảm Như Long, đại đệ tử của Chiến Thần Tông, hai người đều là những người ưu tú trong lớp trẻ, và họ cũng sẽ tham gia vào hội vạn tiên sắp tới. Ngoặc kép, anh ta thì thầm, anh Dược, khi vào bí cảnh anh nhớ theo sát tôi, bọn họ không làm gì được tôi, sợ là sẽ đối phó với anh. Đường Tuấn hỏi, ngài có thể chặn được bốn hợp thể cảnh sao? Ly Thanh Trần không nói nên lời, anh ta đã đánh thức được một phần huyết mạch chu tước thần thể, quả thật sức chiến đấu đã mạnh lên rất nhiều, nhưng bất kể là hai anh trai của mình hay hai người kế thừa của thánh địa kia cũng đều không phải là hợp thể cảnh bình thường. Lấy một trọi bốn, anh ta quả thật không có lòng tin chiến thắng. Nghĩ đến đây, Lý Thanh Trần cảm thấy lòng mình trùng xuống. Đường Tuấn mỉm cười, nhưng không nói gì. Đột nhiên cả đại điện trở nên yên tĩnh, mọi người đều nhìn về phía trước đại điện. Một ngọn lửa xuất hiện từ trong không trung, cuối cùng hóa thành một người đàn ông trung niên với vẻ mặt uy nghiêm, đấy tranh là thần đế của Chu Tước Hoàng Triều, Lý Thương. Lý Thương đưa mắt nhìn những hoàng tử phía dưới, trên mặt mang theo ý cười, chậm rãi nói, hôm nay là cuộc thi hoàng gia, là chuyện quan trọng nhất của nhà họ Ly chúng ta, cũng là hướng đi quyết định cho tương lai của thần triều. Các con đều là con trai của chấm, chấm không mong nhìn thấy ai trong các con xảy ra chuyện, cho nên nếu các con không thể kiên trì nổi bí cảnh, thì hãy chủ động từ bỏ, đừng cố gắng làm gì. Phụ hoàng yên tâm, bọn họ đều là anh em của con, đến lúc đó con sẽ nhẹ tay. Ly Thanh Kiếm đứng lên, mỉm cười nói. Ly Thanh Quang hừ lạnh, nói câu này rõ ràng là đang xem thường anh ta mà. Thần đế gật đầu khen, có câu này của con chấm yên tâm rồi. Bệ hạ, sắp đến giờ rồi. Vào lúc này, một vị quan nói với thần đế. Sắc mặt thần đế đanh lại, sau lưng có một con chu tước đỏ rực bay ra, lượn một vòng trong đại điện. Một hang lửa từ từ xuất hiện, luồng hơi nóng bỏng tỏa ra từ trong cửa hang. Thần đế lại nhìn về phía các hoàng tử, nghiêm nghị nói, nhớ kỹ lời chấm vừa nói, chấm không muốn nghe được bất kỳ tin tức xấu nào bắt đầu đi. Trường 2359 không cần phải gây khó dễ với tôi. Theo lệnh của thần đế, đại điện hạ ly thanh quang bay vào hang động với chảm như long trước, thân ảnh lập tức biến mất. Các hoàng tử khác cũng theo sau, tiến vào cửa hang. Sau khi người cuối cùng bước vào, cửa hang biến mất không còn tâm tích. Sau khi đường Tuấn và Ly Thanh Trần đi vào qua cửa hang, họ xuất hiện dưới chân một siêu núi lửa. Ngọn núi lửa này cao hàng nghìn trượng, mùi lưu huỳnh nóng rực tỏa ra dày đặc trong không khí. Chỉ vừa mới đứng dưới chân núi, đường Tuấn đã cảm thấy nóng như thiêu đốt. Ngoài ngọn núi lửa này, trong không gian này chẳng còn gì khác cả. Ngay cả bầu trời cũng u ám, giống như bị cho núi lửa bao trùm. Linh khí của thiên địa trong không trung chỉ bằng một phần người so với ngoại giới, dường như có độc tính sẽ làm ô nhiễm pháp lực của tu hành giả. Pháp tác ở đây rất mạnh, đường Tuấn cảm thấy bay lượn ở nơi này là vô cùng khó khăn anh Dược, bí cảnh này là do thủy tổ của nhà họ Ly tôi để lại. Ly Thanh Trần nhìn lên đỉnh núi lửa, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng, nói, nơi đó tương truyền có bảo vật do tổ tiên để lại, chỉ là đến nay vẫn chưa có người lấy được. Anh ta đi về phía đỉnh núi và nói, anh Dược, anh cứ đi theo phía sau tôi. Có tôi bảo vệ, cho dù là hợp thể cảnh cũng không thể làm gì được anh. Đường Tuấn khẽ cười, cũng chẳng muốn giải thích nhiều, lẳng lặng đi theo phía sau Ly Thanh Trần dẫu sao bí cảnh này là do tổ tiên của chu tước hoàng triều để lại có một mức độ áp chế nhất định đối với những tu hành giả ngoại lai như anh trước khi chưa chắc chắn anh sẽ không ra tay lúc đi theo phía sau ly thanh trần tới đỉnh núi đường tuấn chỉ cảm thấy áp lực ở đây càng lúc càng nặng ngược lại ly thanh trần dường như càng có tinh thần hơn khi đường tuấn hỏi ly thanh trần nói tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang gọi mình trên đỉnh núi huyết mạch chu tước trong người tôi dường như đang sôi sục Đường Tuấn nghe xong thì cảm thấy nghi hoặc, lẽ nào bảo vật trên đỉnh núi có liên quan đến huyết mạch chu tước sao? Câu hỏi này hiển nhiên là không ai có thể trả lời được cho anh. Cả hai đều không thể bay, tốc độ cũng không nhanh. Nhưng sau nửa ngày, bọn họ vẫn gặp đối thủ đầu tiên. Ly Thanh Trần nhìn Ly Thanh Viễn cách đó không xa, cười nói, thập ca, xem ra chúng ta rất có duyên. Ly Thanh Viễn khẽ cau mày, trong lòng thầm chửi rủa thực lực của anh ta đứng ở top 5 trong số các hoàng tử, cũng coi là không tệ. Nếu may mắn, thậm chí có thể kiên trì đến cuối cùng. Không ngờ, anh ta lại đụng phải Ly Thanh Trần. Ly Thanh Trần bây giờ đã là hợp thể cảnh, anh ta biết bản thân cơ bản không phải là đối thủ. Ly Thanh Viễn nhìn Ly Thanh Trần nói, thập tam đệ, đối thủ của cậu là thất ca và đại ca, không cần phải gây khó dễ với tôi. Ly Thanh Trần giang tay, nói, được, anh giao lệnh bài ra đây tôi sẽ không động thủ với anh ly thanh viễn sụ mặt xuống một khi giao ra lệnh bài tương đương với việc thừa nhận thất bại cho dù có lấy được lệnh bài của người khác thì cũng vô dụng anh ta tức giận nhìn ly thanh trần trầm giọng nói thập tam đệ quả thực tôi không phải là đối thủ của cậu nhưng cậu dẫn theo một y sĩ chắc chắn sẽ không tiến xa được tốt hơn hết là nên hợp tác với tôi giành được lệnh bài sẽ đưa cho cậu tôi chỉ muốn ở trong bí cảnh này thêm một lúc bí cảnh này là do tổ tiên của hoàng triều tạo ra, ẩn chứa vô số bí mật, thậm chí còn có thiên tai địa bảo cải tạo thể chất. Cách đây hàng vạn năm có một vị hoàng tử đã tìm thấy một cây hỏa long quả trong bí cảnh, biến phạm thể thành hỏa long chi thể. Hỏa long chi thể có thể so sánh với hỏa linh thể, thậm chí còn mạnh hơn về mặt sức mạnh. Đây cũng là lý do tại sao nhiều hoàng tử vẫn muốn ở lại bí cảnh một thời gian, dù biết rằng mình không có hy vọng chiến thắng chương 2360, lệnh bài ở chỗ tôi, có bản lĩnh thì cậu tự tới lấy. Nếu lấy được hỏa long quả đó hoặc thiên tài địa bảo khác, chưa hẳn là tôi không có hy vọng chiến thắng. Ly thành Viễn ao ước trong lòng. Tuy rằng anh ta thường nghe theo lời thất điện hạ, nhưng không có nghĩa là anh ta không có tham vọng. Còn thiên tài địa bảo trong bí cảnh chính là hy vọng chuyển bại thành thắng của anh ta. Lúc này, tại đại điện trong Hoàng Cung, thần đế cùng rất nhiều quan viên trong triều cũng nhìn thấy cảnh này ở giữa chính điện có đặt một chiếc gương cổ trong gương cổ là hình ảnh ly thanh trần và ly thanh viễn đang đối diện với nhau mặc dù thần đế và những người khác không thể can thiệp vào những gì xảy ra trong bí cảnh nhưng họ vẫn có thể kiểm tra xem bất cứ lúc nào xem ra lão thập của chấm cũng có tham vọng rồi thần đế mỉm cười tả tướng nói sinh ra trong gia đình đế vương thì chẳng có ai tầm thường thần đế gật đầu, đồng ý voi câu này. Ông ta trầm tư nói, nhưng lão thập nói cũng có lý, thập tam dù sức mạnh có yếu hơn lão đại và lão thất một chút, nhưng nó muốn dựa dẫm vào y sĩ kia để duy trì trong bí cảnh sợ là rất khó khăn. Thực lực của lão thập cũng tạm được, là đối tượng hợp tác khá thích hợp. Nếu nó thông minh, chắc sẽ chọn lão thập để hợp tác. Các quan viên khác cũng gật đầu đồng ý. Thần đế thở dài trong lòng, lão thập tam hình như không nghe lọt lời chấm nói, Vậy mà lại đem một y sĩ tiến vào bí cảnh. Ở trong bí cảnh, thực lực là nền tảng, y thuật cao thâm thì có ích lợi gì? Khi mọi người đang nói chuyện, Lý Thanh Trần trong bí cảnh đã đưa ra quyết định, anh ta nghiêm nghị nói, "Thập ca, giao lệnh bài của anh ra đi." Lý Thanh viễn hừ lạnh nói, "Lệnh bài ở chỗ tôi, có bản lĩnh thì cậu tự tới lấy." Nói xong, anh ta và Tiêu Sơn đồng loạt xuất chiêu. Tiêu Sơn vốn đã bị Đường Tuấn đả thương linh hồn, nhưng lúc này đã thực sự bình phục rồi, hơn nữa còn cùng Ly Thanh viễn tiến vào bí cảnh. Tiêu Sơn, không phải ông muốn báo mối thù ở thành hỏa nhai sao? Bổn điện hạ cản lão thập tam, dược đường giao cho ông đấy. Ly Thanh viễn thét dài một tiếng, một mình lao về phía Ly Thanh Trần. Trong tay anh ta cầm một thanh trường kiếm rực lửa, giống như thần kiếm chọc xuyên bầu trời. Bên kia, Tiêu Sơn cười gần, xông về phía đường Tuấn, he he, oát con, lần này tôi đặc biệt mượn người ta một món bảo bối bảo vệ linh hồn để xem cậu làm sao đả thương tôi ông ta cảm nhận được khí thức của đường tuấn chỉ là hóa thần cảnh trung kỳ bây giờ bí thuật linh hồn cũng vô hiệu đối với ông ta ông ta cảm thấy giết đường tuấn dễ như trở bàn tay đường tuấn nhướng mày chuẩn bị ra tay nhưng ly thanh trần đã hành động trước anh một bước chỉ thấy khí thế của một hợp thể cảnh toát ra trên người của ly thanh trần một trưởng đã đánh ly thanh viễn bay đi sau đó anh ta xoay người lại đá một cái, tốc độ nhanh hơn Tiêu Sơn gấp 2 đến 3 lần. Tiêu Sơn bị đá bay ngược ra ngoài, không ngừng nôn ra máu tươi. Ly Thanh Trần đứng mặt trước Đường Tuấn, nói: "Có tôi ở đây, ai cũng đừng hòng đả thương anh dược." Đường Tuấn ngơ ngác, sau đó khẽ mỉm cười, có vẻ như Ly Thanh Trần thực sự coi mình là một y sĩ đơn giản rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền